Này để định vị hay là gì? À. Mình có xài mấy giò cá không? Không, có đó tầm ngư. Tầm ngư không có. Ừ, định vị thì phương hướng đồ, xác định địa điểm đồ. À. Đêm nay đi lấy nước đá ha. Trước khi ra khơi anh em ghé đi lấy dầu máy cũng như lấy nước đá các bạn. Ở đây chạy ra biển cũng gần. Đây là ngay sát chợ Đất Mũi, ngay ngã ba sông Rạch Tàu, ấp Kinh Đào hay ấp Rạch Tàu vậy á, cái khu vực này mình cũng rành lắm, biết xã Đất Mũi thôi. Mấy thầy bạn thấy cái ghe kia lấy xong rồi đi trước đây. Ở dưới đây có cái bồn thì chuyền ống xuống thôi. Chỗ của anh em lấy cái nước đá, lấy nước đá. Bên đó là chợ Đất Mũi các bạn, ngay đó luôn. Sau đi khi xác định có luồng cá thì tàu của Linh như chú chuẩn bị bủa lưới luôn nè các bạn. Dạo 9 mét và dài hơn 2 cây số.
chục củ lưới. Khơi này ta đánh bắt thấy cũng hơi chì thiệt chứ. À, lưới xong rồi mấy anh có nấu nồi mì rồi mấy anh em ăn sáng lót lòng xin cái mặt lên mày. Ở đây có chú Út, chú Sáu, bé Linh, Linh thiền trưởng, còn em trai kia là gì Linh? Sĩ đỏ. không lót lòng chịu không nổi. Chịu sống vậy để gái cái này cái kia. Nè, gì đâu đó. Anh nói đâu? Mỹ xuống bên đây. Nè. Có gì anh đâu không bị chạy đâu. À, chưa Mỹ ăn bị chạy lần nào. Bị lắc. Này bị lắc chính hiệu luôn nè. Không cần quýnh không? Sao mình quýnh hai dàn lưới mình chặt bên luôn á? Vậy á. Chạy một cái đất đi, ăn đâu không quay được. À rồi, rồi. Bắt đầu thăm lưới nè bạn. Đầu tiên dính lưới
dính luôn cá là dính liên tục luôn. Trong lên xe cẩu tài nó canh mặn. Dính quá chân cá luôn. Cá sào. Cá sào. Cá sào. Cá sào.
coi. Xong rồi mấy anh bắt đầu đánh lưới tiếp rồi. Đây cách mấy chục hải lý đất liền, 26, 400 xuất trên, cùng 35, 900 dưới. Thời thấy đủ mấy thằng chèo lấy cá bể bể luôn rồi. Đây cách hòn khoai cũng rất là xa, nhìn mờ trong kia. Tầm nhìn xa trên 10 cây số, 10 km. Ờ, 26, 400 với 35. Rồi anh em bắt đầu thu lưới các bạn ơi. Hy vọng cái hiệp 2 này thu hoạch đậm. Rồi có con đầu tiên rồi. Nữa kìa. Đó. Đó. Trúng luôn ơi. Câu cáo nữa các bạn ơi. Anh em đã muốn gỡ càng mỗi tay càng tốt. Có cá nữa kìa. Cá nữa. Tiếp luôn kìa bạn. Giá cá khoai cũng đang được giá nên đánh bắt càng trúng càng tốt cho bà con. Bạn thấy cá tươi không? Còn sống luôn á. Có người giăng lưới kế bên. Dude!
nhìn mướn mê các bạn. Còn nữa kìa, này nó đi nguyên bầy rồi. Tàu á, những tàu này. Vô luôn cá rồi. Anh em gỡ mê luôn. Liên tục luôn kìa, trời ơi, mê quá. Mê quá mê.
Chị vô đã. Hy vọng anh em đánh thêm tay nữa nè. Kiếm có luồng cá. Nó bay lại nó xin cá kìa. Linh quái, linh mềm. Thấy gì cũng đã mà. Tính viên còn gì gỡ một xíu. Cái hiệp sáng đánh không đúng luôn. Kéo hết lưới đâu chừng đâu được 5-6 kg. Hết con này tới con khác. Cái rồng rọc đó nó cũng có cái mồi tưa để kéo lưới lên phụ. Không có cái đó cũng mệt. Ngoài còn kia cá đù các bạn. Lưới chủ yếu đánh cá khoai nhưng mà dính cá đù, cá sọc. Sáng thấy dính cá cái gì? Con gì kỳ nhông kỳ đà vậy? Ô kỳ gì đó. Ờ con ốc gì bự quá kìa. Con ốc luôn. Ốc. Mình tại mình cũng coi mấy con lạ lạ mà. Kêu lên đừng bọt. Mình mấy mình giờ cũng còn ướt nha.